Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km, trường Trung học cơ sở Tân Mỹ Chánh thuộc vùng ven Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được thành lập từ năm 1985 với 15 lớp và 557 bạn học sinh. Ngày hôm nay, chương trình Biệt đội Phấn Trắng đã có mặt ở ngôi trường này để làm nhịp cầu giúp các bạn học sinh thực hiện được ước mơ, giúp đỡ một cô giáo trong trường có hoàn cảnh khó khăn, bản thân lại mang nhiều bệnh tật. Cách đây 2 tháng thì cô có nghỉ một tuần. Khi con gặp lại cô trở lại trường á, thì cô rất là xanh xao. Sau này tụi con mới biết được là cô bị bệnh rất là nặng. Tụi con rất là thương cô. Tụi con rất muốn dùng hết sức lực của tụi con để làm được một cái gì đó cho cô. Đây cũng là một cái kỷ niệm và cũng là một cái phần quà có ý nghĩa nhất. Rồi cô trò mình phải cố gắng quyết tâm để thực hiện mơ ước này. Cố lên. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Thưa quý vị, chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với hai nhà tài trợ, đó chính là nhãn hàng bột trồng sẵn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty Liên doanh Bột Quốc tế, cũng như là công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh đã luôn cùng đồng hành với chương trình. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến với các mạnh thường quân và các nhà tài trợ khác đã cùng đồng hành với Biệt đội Phấn Trắng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cảm nhận rằng là mùa hè đã đến rất gần với tất cả các bạn học sinh trên địa bàn của cả nước. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục thực hiện những số phát sóng của Biệt đội Phấn Trắng để có thể cùng với các bạn hiện thực hóa giấc mơ của mình, cùng mang những món quà ý nghĩa đến với tất cả quý thầy cô trong ngôi trường của chúng ta. Và ngày hôm nay, Đào Duy và ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Tân Mỹ Chánh. Liệu những người bạn của chúng ta sẽ có những điều đặc biệt gì và các bạn ấy sẽ có bí mật ra sao? Mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Mỹ Chánh. Đây là đồng phục thể dục của các bạn, phải không? Dạ, anh nhìn là biết rồi. Lý do tại sao các bạn lại kết hợp với nhau thành một đội không ạ? Dạ, tại vì tụi em đẹp nhất khối 9. Họ là một đội. Vì em là đội trưởng của đội này. Và đội này tên là đội Pink Fire, dịch ra là lửa hồng á. Hy vọng là các bạn sẽ có thể cố gắng vượt qua được những thử thách của chúng tôi nha. Vượt qua thử thách đầu tiên, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 2 triệu đồng. Vượt qua thử thách thứ hai, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Và vượt qua thử thách thứ ba, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Như vậy thì tổng giá trị giải thưởng chiến thắng ở cả 3 vòng sẽ là 10 triệu đồng. Trong trường hợp một trong hai trò chơi đầu tiên các bạn không chiến thắng, các bạn sẽ được sử dụng quyền trợ giúp đặt cược viên phấn may mắn ở thử thách thứ ba. Nếu các bạn chiến thắng, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng tối đa là 10 triệu đồng. Còn nếu như không chiến thắng thì các bạn sẽ mất hết toàn bộ số tiền của mình. Ngoài ra, nếu như với hai trò chơi đầu tiên các bạn không nhận được chiến thắng thì các bạn sẽ được sử dụng quyền trợ giúp, đó chính là lập đội mới. Các bạn sẽ có thể nhờ ba thầy cô kết hợp với các bạn để tạo ra một đội mới ở trò chơi thứ ba. Các bạn đã nắm rõ luật chơi chưa? Dạ, rõ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với thử thách đầu tiên dành cho các bạn đội lửa hồng với tên gọi nhảy lưng gù. Quý vị và các bạn thân mến, với thử thách đầu tiên là nhảy lưng gù thì đội chơi lửa hồng sẽ phải chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm có 3 thành viên sẽ tạo ra cái gù đó để 3 người còn lại sẽ nhảy gù. Sau khi nhảy qua tới gù số 3, nhiệm vụ của người nhảy gù phải lấy một trái dâu. Đó, được rồi. Thôi ở
là các bạn giành được chiến thắng. Các bạn sẽ có thời gian là 6 phút để thực hiện mang 10 trái dâu về rổ. Bắt đầu. Xem có đủ 10 quả dâu trong 6 phút hay không nha. Mời đội trưởng. 1 2 3 4 5 Cái này là cắn cái vỏ. Tiếp. Cái này là cái vỏ nè. Quả dâu được mang về đích. Nhiệm vụ của các bạn ở trò chơi nhảy lưng gù là hoàn thành. Xin chúc mừng. Và như vậy các bạn đã nhận được số tiền thưởng đầu tiên của chương trình là 2 triệu đồng. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với thử thách thứ hai dành cho các thành viên của biệt đội Lửa Hồng với trò chơi được mang tên Đi Tàu Hỏa. Trong số 6 người chơi thì các bạn sẽ bắt cặp với nhau thành 3 cặp nhỏ. Trong cặp của mình thì có một bạn bị bịt mắt, bạn còn lại mỗi người sẽ được nhận một món quà để trở về tuổi thơ. Đó chính là một cái ti giả. Người bị bịt mắt sẽ đứng ở phía trước và người ngậm núm vú giả sẽ đứng ở phía sau. Kết nối với nhau thành một đoàn tàu. Hai bạn sẽ nhảy qua hình zigzag đến với một con đường đầy bong bóng. Một người đạp bể ít nhất một quả bong bóng. Tiếp tục đến với rất nhiều những quả bong bóng đang được treo như thế này. Hai bạn sẽ cùng dùng trán của mình hoặc dùng má của mình để kề vào nhau. Hai người cùng ép một cái pup cho bể quả bong bóng. Thưa quý vị, thời gian 7 phút với việc làm vỡ 6 quả bong bóng trong trò chơi Đi Tàu Hỏa bắt đầu. Hướng dẫn đi. Kề má vào. Lặp lại, cố lên. Không được dùng tay, bỏ tay ra. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đổi quả bong bóng khác. Trời đất ơi. Lại, lại, làm quả khác. Đó. Rồi, về cặp thứ hai di chuyển. Khỏe, khỏe, khỏe. Rồi hẳn. Rồi, đạp đi.
Đúng rồi, bạn nữ làm được. Đúng rồi. Rồi, rồi, nhanh, nhanh, nhanh. Rồi. Trời đất ơi, nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi. Đổi quả khác, đổi quả khác. Mạnh lên. Đổi màu cam. Áp sát các bạn vô. Đúng rồi, tiếp tục di chuyển. Cổ vũ các bạn ơi. Rồi. Ừ. Lại lại. Rồi, đó coi, rồi. Quả cuối cùng, quả cuối cùng. 1, 2, 3, chết lên. Không bể hả? Rồi, trái màu vàng và trái cuối cùng, cơ hội cuối cùng của tụi em. Được. Ê. Đội chơi lửa hồng đã làm vỡ 6 quả bong bóng. Và thời gian mà các bạn thực hiện được với nhiệm vụ này là 4 phút 52 giây. 3 triệu đồng tiếp theo đã chuyển về cho các bạn. Xin mời. Và các thành viên của đội lửa hồng sẽ phải vượt qua thử thách thứ 3 với tên gọi nhảy cốc. Đội trưởng của đội Lửa Hồng được mặc một cái bộ trang phục rất là đặc biệt. Và 5 thành viên còn lại sẽ bị bịt mắt, kẹp cái quả bong bóng ở giữa bụng và nghe theo sự hướng dẫn của đội trưởng của mình và nhảy cốc. Làm sao để có thể di chuyển dưới con đường đầy những quả bong bóng được treo ở phía trên nhưng không làm vỡ bất cứ một quả bong bóng nào hết. Và mang quả bong bóng về bỏ ngay cái ụn rơm này. Sau khi các bạn đã mang về đầy đủ 10 quả bong bóng thì đội trưởng sẽ di chuyển thật nhanh bằng mọi cách. Và sau đó thì dùng tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của mình làm sao để vỡ hết được 10 quả bong bóng xem như chiến thắng. Và thời gian của các bạn là 7 phút. 3, 2, 1. Bắt đầu tốt, bắt đầu tốt. Rồi. Rồi, bắt đầu di chuyển đi. Tự đâu có tiền kêu giấu quả bóng. Ai về không thấy trái bóng luôn.
bây giờ sẽ là kết quả của trò chơi thứ ba, trò chơi nhảy cốc. Thời gian mà các bạn thực hiện được là 6 phút 29 giây. Các bạn mỗi người sẽ được nhận một phần quà từ nhà tài trợ của chương trình là nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko hương xưa từ công ty liên doanh bột quốc tế. Và thưa quý vị, tiếp theo sau đây thì cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời hiệu trưởng của nhà trường thầy Phạm Văn Luật sẽ di chuyển lên khu vực sân trường để nhận một phần quà. Thay cho lời cảm ơn đến với tất cả quý thầy cô của trường chúng ta, xin trân trọng kính mời. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo sau đây thì cho phép chúng tôi xin được mời anh Trần Văn Tâm, đại diện cho công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tôn Tân Phước Khanh sẽ lên sân khấu để gửi đến các bạn số tiền thưởng của chương trình là 10 triệu đồng. Chúng ta đã có số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Và đội trưởng, bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết lý do tại sao ngày hôm nay các bạn lại lập nên biệt đội Lửa Hồng và cố gắng nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng hay không? Dạ, hôm nay bọn em đến đây mục đích là để cố gắng để giành được phần thưởng 10 triệu đồng này để dành tặng cho một giáo viên ở trường trung học cơ sở Tân Mỹ Chánh. Mấy ai biết được để vun đắp cho ước mơ của các em học trò, mỗi ngày trôi qua, thầy cô đã cố nén, đã bỏ lại sau cánh cửa lớp biết bao những lo toan của cuộc sống bộn bề. Mấy ai biết được, đằng sau những trang giáo án còn thơm mùi mực, lại chất chồng bao ưu tư, trăn trở của cuộc đời. Ai trong cuộc sống cũng từng có lúc phải qua những con đường gập ghềnh. Nhưng với cô Nguyễn Thị Ngọc Hưng, đó không còn là những khúc quanh co, mà dồn dập đến lại là những biến cố, mất mát, đau thương đến tột cùng. Cô Hưng một giáo viên giỏi, có tâm huyết với nghề. Gần đây thì gia đình cô có rất là nhiều biến cố. Đầu tiên là đứa con gái của cô bị bệnh, qua đời ở độ tuổi rất là trẻ, 16 tuổi. Kế đến là mẹ cô bị ung thư. Không lâu thì ba cô cũng bị bệnh phổi, cũng lần lượt qua đời. Thì cô là người chị thứ hai trong gia đình, nên cô có rất là nhiều gánh nặng. Tất cả những nỗi đau thương mất mát của một kiếp người như cùng lúc ập đến với cô giáo Hưng, và lại tiếp tục thêm lần nữa nhấn cô chìm trong những đớn đau của căn bệnh nguy hiểm về máu, mà đến giờ bác sĩ chưa tìm được chính xác nguyên nhân. Cô phải nhập viện để điều trị bệnh thiếu máu và phải vô hết rất là nhiều máu. Hiện tại thì sức khỏe của cô cũng khá lên nhiều rồi, nhưng cô phải tiếp tục để điều trị. Người ta nói thời gian là liều thuốc nhiệm màu, giúp quên đi những nỗi buồn đau của cuộc đời. Thì với cô Hưng, thời gian như đang khắc những nỗi buồn thâm thẳm trên đôi mắt. Cô nén chặt những nỗi đau riêng để nhanh nhất có thể quay lại với bục giảng, với phấn trắng, bảng đen và những đôi mắt trong sáng thơ ngây của các em học sinh đang chờ đợi cô từng ngày. Con học lớp của cô Hưng đã được hơn 2 năm và trong lớp con thấy cô rất là yêu thương học sinh mặc dù cũng có nghiêm khắc. Tình yêu thương trong sứ mệnh là người thầy đã cho cô Nguyễn Thị Ngọc Hưng thêm sức mạnh và nghị lực sống. Ngôi trường nhỏ xinh gần 20 năm gắn bó này là niềm vui sống của cô mỗi ngày. Khó khăn, bộn bề, dẫu vẫn còn đâu đó, nhưng đời vẫn cho cô Hưng những giây phút hạnh phúc, ấm áp bên đồng nghiệp và học trò. Thật sự thì tôi không có ngờ được là chương trình hôm nay là dành đặc biệt cho mình. Xin chân thành cảm ơn đài truyền hình HTV9. Và tôi cũng cảm ơn các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu hết mình ngày hôm nay.
Và thưa cô, trong ngày hôm nay thì nhà tài trợ của chương trình Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Tôn Tân Phước Khanh cũng sẽ có một phần quà nữa mong muốn được gửi tặng đến cô, và xin phép. Và thưa quý vị, hệ thống bánh mì Hồng Ngọc Tiền Giang đã liên hệ cùng với chúng tôi và mong muốn được nhờ ekip thực hiện chương trình gửi tặng đến hoàn cảnh của cô Hân số tiền 5 triệu đồng để hy vọng rằng là cô sẽ luôn cùng đồng hành với các bạn trong thời gian sắp tới để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Ngoài ra thì công ty kính nổi Velacera mong muốn được gửi đến cô một cái món quà tri ân với một cái món quà nho nhỏ 10 triệu đồng. Wow. Và bây giờ chúng tôi xin được kính mời một thành viên đã luôn cùng đồng hành với những số phát sóng của chương trình, đó chính là anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột trồng sắn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, gửi đến cô một món quà thêm 10 triệu đồng nữa. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã mang đến số tiền thưởng là 35 triệu đồng cũng như là những phần quà từ nhà tài trợ của chương trình. Hy vọng rằng là trong những số phát sóng tiếp theo thì tất cả quý vị sẽ luôn cùng đồng hành với chúng tôi. Mọi góp ý xin mời tất cả quý vị có thể gửi về hộp thư của chúng tôi là bị đổ phấn trắng htv9a@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể là xem lại những video clip cũng như là những khoảnh khắc thú vị nhất của chúng tôi trên fanpage của Biên Độ Phấn Trắng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Big Vision thực hiện. Cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với nhãn hàng bột trồng sẵn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế cũng như là công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tôn Tân Phước Khanh và những nhà tài trợ khác đã luôn cùng đồng hành với chương trình. Thưa quý vị, còn giờ đây thì chúng tôi xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Biên Đội Phấn Trắng.